Yaya Trương Nhi gây sốc khi tuyên bố là binge phiên bản nữ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức giải trí Đi News. Thời gian gần đây, làng nhạc Việt trở nên sôi động hẳn lên khi bắt đầu xuất hiện nhiều nàng hot girl, người đẹp đi hát núi gót chi pu. Phía Phương Anh, Yaya Trương Nhi cũng ra mắt MV chính thức debut làm ca sĩ. Cô nàng còn tuyên bố là binge phiên bản nữ khiến nhiều khán giả cảm thấy bất ngờ. Mới đây, Yaya Trương Nhi đã cho ra mắt ca khúc Cuộc gọi lúc không giờ. Đây là một sản phẩm của nữ diễn viên chiến dịch chống ế với Freaky và CM1X. Để khởi đầu cho sự nghiệp cầm mic, Yaya Trương Nhi đã dành hẳn 2 tuần để tập hát. Về MV, cô nàng ấp ủ suốt 2 năm để cho ra mắt sản phẩm chỉn chu nhất. Chia sẻ về việc lấn sân lần này, người đẹp cho biết bản thân đã trau dồi kỹ năng thanh nhạc và tìm kiếm con đường phù hợp. Yaya Trương Nhi mong muốn chinh phục khán giả bằng thực lực chứ không phải chỉ xem ca hát như một cuộc dạo chơi. Ngoài ra, cô nàng còn nói về định hướng âm nhạc của bản thân. Nhi sẽ xây dựng hình ảnh bad girl nóng bỏng, giải trí hay dễ thương thì đều đã có những nghệ sĩ khác theo rồi, nên tôi muốn mở ra một lối đi khác cho mình. Bad girl ở đây là hư trong hình ảnh chứ không phải bản chất đâu nhé. Nếu trong âm nhạc hình ảnh bad boy đã có anh Binzy thì bad girl sẽ là Yaya Trương Nhi. Còn các bạn thì các bạn nghĩ sao về những thông tin vừa rồi? Đừng quên để lại ý kiến của mình ngay dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!